Ví dụ người ta có một cái tính thế này là ta sợ người khác thất vọng. Ta hứa rồi, ta cố gắng làm mà cũng không dám để người khác chờ lâu, vì người ta chờ lâu mỏi mòn, sợ cái tâm người ta trông ngóng tội. Mình hứa cho rồi ráng cho, hứa mua món đồ rồi mua. Vì ta muốn mua món đồ gì á thì ta hay có cái tật đi hết cửa hàng này tới cửa hàng kia lựa nha, tìm cái sản phẩm tốt nhất, giá rẻ nhất và ta sẽ mua. Đừng làm như vậy. Vì trong một cửa hàng ta đi vào, ta đi ra rồi, ta để lại đằng sau lưng đó là gì? Một chút thất vọng, nhớ như vậy. Cho nên đừng đi vào, ta tìm hiểu từ bên ngoài. Mà khi đi vào rồi, hỏi món hàng đó rồi, thì phải hết là 95% ta phải mua để cho họ đừng thất vọng. Còn cái người mà đi mua hàng, đi hết cửa hàng này hàng kia cuối cùng mới mua, ta để lại biết bao nhiêu lần thất vọng trong cuộc đời. Mà cái thói quen đó nó tích lũy mãi trong cuộc sống. Thì nhớ như vậy, trong cuộc đời ta, ta sẽ gặp rất nhiều lần thất vọng. Đừng đổ thừa không biết tại sao. Nói lại sao đời tôi sống tốt quá, tôi không hại ai, mà sao ai cũng làm cho tôi thất vọng hết. Đâu có biết rằng chỉ vì mình làm rất nhiều cửa hàng thất vọng. Điều đó nhỏ nhỏ bé bé thôi, đúng không ạ? Vậy đó mà có nhân có quả đó. Hôm nay nghe bài này sợ chưa? Sợ chưa?